Ngày hôm nay là một phiên giao dịch tương đối là nhiều biến động và tạo nên nhiều những cái cung bậc cảm xúc nó hơi hoảng loạn và nó hơi hỗn độn cho nhiều anh chị nhà đầu tư. Khi mà hai công ty chứng khoán rất là lớn trên thị trường là VND và VBS thì có một số thông tin không mấy là tích cực. Với VND thì hệ thống bị hacker tấn công nên là rất nhiều anh chị nhà đầu tư có tài khoản bên này thì không có giao dịch được. VBS thì có một số thông tin về nghiệp vụ đó là hẹn margin và giảm cái tỷ lệ cho vay một số những cái cổ phiếu thì với hai cái thông tin này thì nó vô tình nó làm cho cái tâm lý anh chị nhà đầu tư nó cũng có đôi chút hoảng loạn trong ngày hôm nay vậy thì cái bản chất của thị trường ngày hôm nay là như thế nào với cái góc độ của vnd và vbs mình sẽ nên nhìn nhận như thế nào và vì sao em lại nói với anh chị đây sẽ là một cái cú rũ cuối trước khi thị trường vào một cái nhịp mạnh nhất thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với mọi người ha để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à, với thị trường cũng như là một số các cái cổ phiếu ok thì chào mừng tất cả quý anh chị nhau tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official à, thì em là Nguyên Đạt à, ngày hôm nay như thường lệ chúng ta gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường à, để xem một chút về thị trường của cái phiên ngày hôm nay đánh giá về một số yếu tố và thông tin ngày hôm nay thì em nghĩ là anh chị quan tâm nhất là vấn đề của thông tin thôi thì em sẽ phân tích kỹ với anh chị à, cũng như là nhìn qua về một số các cái nhóm anh à, các cái mạng cổ phiếu anh chị quan tâm à, liệu ngày hôm nay thì chủ nó có xấu như vậy hay là không À, và với những thông tin như vậy thì mình sẽ nên nhìn nhận như thế nào thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đi phân tích ha à, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì chỉ có thể bỏ ra vài giây nha nhấn giúp em một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, anh chị muốn đồng hành cùng em ở trong lớp khách hàng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý của em số điện thoại để dưới màn hình à, cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh À, thị trường ngày hôm nay vận động như thế nào? Thị trường ngày hôm nay giảm gần 14 điểm à, với một cái mức thanh khoản. Để em xem được anh chị ha. Thị trường ngày hôm nay mức thanh khoản ở cái mức trung bình khác cao hơn cái mức trung bình một chút xíu thôi để nói thị trường ngày hôm nay ở cái mức thanh khoản cao thì em thấy là thị trường ngày hôm nay thanh khoản không quá cao nó chỉ cao hơn cái phiên di à, tức là nó chỉ cao hơn cái mức trung bình và nó ngang bằng sau với cái phiên ngày thứ sáu tuần trước nó nên là ngày hôm nay thì để nói là thị trường thanh khoản quá lớn hay là thị trường nó giảm với một cái biên độ quá lớn thì cũng không phải Đó, chỉ là một cái mức rung lắc với một thanh khoản cao hơn cái mức trung bình à, với đầu rộng thị trường thì có 351 mã tăng và 119 mã giảm rồi À, thì với cái vận động của thị trường ngày hôm nay thì mình sẽ nên nhìn nhận như thế nào đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với anh chị một số à, với cái góc nhìn à, của VND và VPS à, đầu tiên là với VND thì cái sự cố này là một cái sự cố nó không có tức là một sự cố nó nó không có thể dự đoán trước thì nó là một cái sự cố bất ngờ Đó, nên em nghĩ là với nhiều anh chị nhà đầu tư anh chị lo lắng rằng là gì VND bị hack thì một số các công ty chứng khoán bị hack á, thì em nghĩ là nó cũng không có nó cũng không có hợp lý bởi vì cái này là sự cố ngoài ý muốn anh chị nên là ngày hôm nay khi mà anh chị thấy thậm chí là với nhiều anh chị khách hàng của em khi mà anh chị thấy vnd mà nó có biến động á, thì nhiều anh chị hỏi là các công ty chứng khoán khác nó có bị vấn đề không em thì anh chị lưu là mỗi công ty chứng khoán thì sẽ có một cái nghiệp vụ quản trị ra cũng như là một cái đội it rất là tức là mình cũng coi cũng như là có một cái đội it quản lý riêng nên em nghĩ là với cái vận động của vnd và với một số thông tin của vnd á, thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái cái vấn đề về hệ thống À, của những cái công ty khác Đây là cái điểm anh chị lối đầu tiên Bởi vì có nhiều anh chị bị hiểu lầm Là khi mà VND bị Thì nhiều công ty chứng khoán khác nó cũng bị Thì không vãi như vậy Cái này là Cái này là bên hệ thống à, Riêng của à, Của cái công ty chứng khoán à, Của của là riêng mỗi người à, Gọi là riêng mỗi công ty chứng khoán Chứ nó sẽ không cả hưởng đến toàn hệ thống À, nên là anh chị lưu ý cái này giúp em. thì em nghĩ là với cái vấn đề về IT cũng như là vấn đề về hệ thống á, thì em nghĩ là nó sẽ fit một cái phần tức là nó sẽ fit em nghĩ là nó sẽ fit nhanh thôi. nên em nghĩ là với những anh chị nhìn nào đang ở công ty chứng khoán VND hoặc là ở công ty chứng khoán khác á, thì em nghĩ là anh chị cũng không cần quá hoảng loạn à, và mình cũng nên thông cảm. À, cho công ty chứng khoán vnd vndirect một chút xíu à, bởi vì nói gì nó đây là một trong những công ty nó có thị phần lớn à, và nói chung là tất cả công ty chứng khoán ví dụ như bên vbs hay là bên những cái công ty chứng khoán khác thì lúc nào cũng muốn cái hệ thống của mình trơn tru à, và ừ, hỗ trợ được tốt nhất cho nhiều anh chị nhà đầu tư Đó, nên là với những anh chị nhà đầu tư mà có đang giao dịch bên này thì em là anh chị cũng thông cảm Đó, thì em nghĩ là nó sẽ fit trong vòng vài ngày thôi đã, nên là anh chị cũng không còn quá là lắng à, thì em nghĩ là với cái vận động của VND nên là ngày hôm nay anh chị thấy là nó bị bán rất là mạnh thì nó vô tình nó làm ảnh hưởng đến nhiều những cái mã cổ phiếu công ty chứng khoán khác nhưng mà cái vận động ngày hôm nay của nhiều những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì em thấy là vận động hết sức bình thường mà nó chỉ ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý thôi à, tức là tâm lý là có nhiều anh chị bị hiểu lầm là, là khi mà hệ thống của công ty này nó bị nó bị lỗi á, thì nhiều anh chị nói là, ờ những cái những công ty khác nó cũng bị lỗi là không phải nha anh chị đã thì đó là à, phân tích với anh chị một chút như vậy về cái trường hợp của VND Đã, tức là tóm gọn lại này đây là một cái trường hợp ngoài ý muốn Đã, chứ chứ không phải là đây là trường hợp thậm chí là những công ty chứng khoán thì cũng không biết được gì thì đây là trường hợp ngoài ý muốn Đã, và nó chỉ ảnh hưởng bởi cái tâm lý anh chị nhào tư và anh chị hoảng loạn như vậy thôi nã nên là anh nghĩ là sớm hay muộn thì em nghĩ là cũng sẽ fix được cái lỗi này ở à, bên uh, VND nên là với những anh chị nhào tư đang có giao dịch bên này hoặc là với những anh chị nhà đầu tư đang giao dịch ở một số công ty khác á, thì mà cũng nên thông cảm và cũng nên có một cái góc nhìn nó hơi nó cũng sẽ khách quan một chút xíu bởi vì anh chị lú là nếu anh chị giao dịch lâu trên thị trường á, thì công ty nào nó cũng có những cái lỗi mỗi giai đoạn thì sẽ có một một số giai đoạn nó bị lỗi. chẳng hạn như là nhiều anh chị giao dịch bên bên VPS, thì ví dụ khi mà VBS lỗi thì anh chị muốn nhảy sang VND, à, hay là nhảy sang cả những những công ty chứng khoán khác, à, hay là khi mà VND lỗi, hay là FCS lỗi, hay là SI lỗi, hay là công ty chứng khoán gì lỗi, thì anh chị lại nhảy từ bên kia sang bên này. thì em nghĩ là nó cũng không phải là một cái một cái tinh thần nó quá đúc. thì mỗi công ty thì sẽ có những cái lỗi và mỗi giai đoạn thì quan trọng là à, gọi là à, gọi là à, sửa đổi và fix cái hệ thống nó như thế này. Ok, đó thì đó là góc nhìn với VND. Thì về cái mức độ ảnh hưởng thì em đánh giá là nó chỉ ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý. Nó chỉ ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý thôi chị, nó không có liên quan đến vấn đề về hệ thống hay là về cái mặt hoạt động của cái cổ phiếu. Rồi ok, cái thứ hai á, là cái vấn đề của VBS. À VBS thì ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy, sẽ nghe một số thông tin là VBS là hạ, tức là hạ tỷ lệ margin ở một số cái uh, tức là hạ tỷ lệ margin ở một số các cái cổ phiếu. À, và rất nhiều anh chị nhà đầu tư thì anh chị sẽ thấy là ngày hôm nay á, cái sức mua anh chị nó bị giảm. Ờ, và cái tài khoản của chị nó bị tức là nó bị âm á nhiều chị có thể bị âm á thì nhiều nhỏ là cái này á nó có xấu hay không ờ, và cái này nó có phải là ờ uh, là là vbs nó gọi là vbs công ty chứng khoán vbs á, thì nó có biến động gì hay không thì anh chị nói là đây là nghiệp vụ bình thường đó. nếu anh chị nào giao dịch nhiều á mà anh chị giao dịch tầm khoảng nhiều năm á, thì anh chị để kỹ là ở trong cuối mỗi quý ví dụ đây bây giờ là tầm khoảng cuối tháng 3 là chuẩn bị chốt sổ là quý 1 thì thông thường ở cuối mỗi quý không chỉ riêng vbet đâu anh chị mà rất nhiều những cái công ty chứng khoán thì họ sẽ có một số nghiệp vụ để gì để chốt sổ báo cáo tài chính. khi thì khi mà chốt sổ cái báo cáo đó thì em nghĩ là thì sẽ có một số nhiệm vụ đó là gì? Là nâng cái tỷ lệ ký quỹ lên. Tức là gì? Tức là sẽ khóa và margin và sẽ hạn chế cho vay margin trong vòng 1 đến 2 tuần gì đó và sau đó sẽ mở lại. nên em nghĩ là cái 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 thông báo ngày hôm nay của VBS đó thì nó là một cái nghiệp vụ bình thường. chứ anh chị cũng không cần quá hoảng loạn là có cái vấn đề gì đó ví dụ như hiện tại bên VBS thì margin thì nó không căng nha anh chị tức là nhiều anh chị anh chị thấy nhiều anh chị đồn đoán là ở bên VBS căng margin đó, nên là gì nên là phải xả margin ra không phải vậy bên VBS thì hiện tại không có căng margin mà chỉ là một số nghiệp vụ để gì để hạ cái tỷ lệ để chốt sổ báo cáo và dự kiến là trong tuần sau là sẽ mở lại đó nên là để phân tích kỹ với anh chị vấn đề về thông tin như vậy để anh chị hiểu Dạ rồi ok ha. Đó em nghĩ là với hai cái thông tin này thì em đánh giá là nó không có nhiều biến động về cái mặt bản chất và về cái mặt biến động của thị trường. Đó, và em nghĩ là nó ảnh hưởng về cái mặt tâm lý là chính bởi vì hai công ty này là một hai công ty nó tương đối lớn đó thì em nghĩ là anh chị cũng sẽ nên có nên có một cái góc nhìn khách quan là một chút xíu dạ rồi ok ha thì phân tích kỹ với anh chị như vậy à, và thậm chí là anh chị thấy ngày hôm nay khi mà thị trường nó biến động á, thì các cái mặt cổ phiếu vẫn có nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tăng điểm và một số những cái mặt cổ phiếu nó rung lắc á, em lấy một số những cái mặt cổ phiếu nó lớn lớn đi ha ví dụ anh chị nhìn một số những cái mặt cổ phiếu như vci này hoặc là hcm này hoặc là ssi này hoặc là bsi này hoặc là fcs thì ngày mai thì em thấy là những cái mặt cổ phiếu nó rung lắc á, bởi vì đây là những cái mặt cổ phiếu nó rất là nhảy và nó tiện cho mặt cái mặt vận động của thị trường thì ngày hôm nay thì em thấy là nhiều những cái mặt cổ phiếu nó rung lắc với một cái volume rất là vừa phải thôi anh chị hay là một số những cái mặt cổ phiếu bóng sản nhìn nha ví dụ như BDR này hoặc là DG này ở à, thì ngày hôm nay rung lắc nhiều những cái mặt cổ phiếu nó còn tăng vậy, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như gì ở à, đất xanh này hoặc là siêu ngày hôm nay thì em thấy là rung lắc rất là nhẹ nhàng thôi chứ nó không có sự hoảng loạn hay là bán tháo à, bởi vì khi mà thị trường nó biến động đặc biệt biến động về yếu tố và thông tin á, thì nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành bóng sản là hai cái nhóm anh em rất là hay nhìn bởi vì đây là hai cái nhóm rất là nhạy thì ngày hôm nay thì em thấy là cái vận động của một số những cái mặt cổ phiếu nó rung lắc rất là bình thường rất là vừa, vừa phải và trên thị trường nó vẫn có nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tăng điểm và cái dòng tiền nó vẫn luôn chuyển đã nên em đánh giá là thị trường ngày hôm nay á nó chỉ gọi là nó chỉ gọi là gì nó chỉ là một cái phiên rũ rủ bỏ bình thường nên thêm một số yếu tố và thông tin rồi ok đó là cái góc nhìn của em nên người đang chị cũng không còn quá hoang loạn với cái vận động của thị trường ngày hôm nay rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua về một số cái vận động của thị trường trong ngắn hạn chị ha thì anh chị để ý kỹ là ngày hôm nay á, là thị trường nó đã có lúc để nó quay về cái vùng gáp này là quanh cái vùng 1260 thì nhiều chị hỏi là đã ơi là liệu thị trường nó nó có lắp lại cái gáp này không em á thì em sẽ chia sẻ với chị với cái góc nhìn cá nhân của em nha nếu mà thị trường á mà nó không lắp lại cái gáp này á thì nó sẽ rất là tốt nghĩa là thị trường nó có thể test nó nhúng về lại cái gáp này nhưng nếu mà thị trường mà nó lắp lại hoàn toàn cái gáp quanh cái vùng 1260 á là thị trường nó sẽ đi họp tức là như anh chị anh chị là nếu mà thị trường trong ngày mai và trong giờ ngày mốt mà thị trường nó lắp lại cái gáp này tức là nó lắp gáp và nó giảm xuống quay về lại lắp lại cái gáp này thì khả năng nó sẽ về lại bên dưới này là quanh cái vùng 1230 thì lúc đó nó sẽ như thế này anh chị lúc đó nó sẽ đi một cái chiếc hộp như này này đó, anh chị hình dung không? Anh chị hình dung cái anh chị hình dung cái gáp của thị trường trong cái dịp vừa qua nó là cái này. Thì nếu mà thị trường nó lắp lại cái gáp này á thì sao? Thì nó sẽ về biên dưới. Hình dung ạ. À, hay là ví dụ như là thị trường trong cái nhịp vừa qua nó có cái gáp như thế này. Đó. ví dụ thị trường nó có những cái gáp, đây ví dụ những cái gáp này. Đó, hoặc là khi mà thị trường nó có những cái gáp này thì nếu mà thị trường nó quay về lắp gáp lại á, thì nó sẽ về là biên dưới của cái chiếc hộp xoay quay đó. Bởi vì bản chất anh chịu là bản chất những cái gáp trong giam này á nó là cái gáp tức là nó là cái gáp nó xoay quay thì nếu mà cái gáp xoay quay như như này á, thì nếu mà thị trường nó quay về lắp lại gáp này á, thì khả năng là thị trường nó sẽ về bên dưới là quanh cái vùng 1235 em nói ra đây là về cái mặt điểm số của thị trường thôi đó, thì khi mà thị trường nó về bên dưới thì nó sẽ vận động quanh cái chiếc hộp và vì sao lại nó với chỉ là cái gáp này á, em kỳ vọng là nó không nên lắp lại bởi vì nếu mà thị trường nó lắp lại thì nó sẽ mất thời gian hơn để nó đi lên nghĩa là nó không có rủ đâu nhưng mà gì nó sẽ mất thời gian hơn để nó đi lên hình dung không? thì khi mà thị trường nó mất thời gian hơn để lên thì thị trường nó phải lên sinh lên một đoạn đó. còn nếu mà cái gap này mà thị trường nó không lắp lại nha vậy nếu thị trường thị trường này cái gap này nó không lắp lại á thì thị trường nó có thể tăng luôn và nó vào một cái nhịp cuối luôn nên là cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên rất là quan trọng để em biết được là ờ à, là nhiều cái liệu cái nhịp này nó có phải là một cái nhịp rũ cuối của thị trường hay không là nó sẽ nằm rất là nhiều ở cái gap này thì nếu mà như là ngày mai và ngày mốt thôi em rất là trong tuần này rất là quan trọng thì trường nó quay về lắp lại cái gap này mà đóng cửa dưới cái gáp này á thì nó sẽ về biên dưới thì như vậy là thị trường nó sẽ mất thời gian hơn tức là thị trường không có rủi ro mà thị trường nó sẽ mất thời gian hơn thôi còn nếu như thấy là thị trường nó không quay về lắp lại cái áp này là thị trường nó sẽ vào một cái nhịp cuối cùng và em đánh giá với chị là ngày ngày mai và trong những cái phiên sắp tới đó, nó là những cái phiên rất là quan trọng để quyết định đến cái xuống của thị trường bởi vì hiện tại rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã về những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh rồi ví dụ như một số những cái mặt cổ phiếu như CTG của gì của nhóm ngân hàng đó, ví dụ nó nó quay về nó test lại gì nó test lại cái vùng bên dưới của, của cái vùng này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ACB đã nó quay về này test lại cái 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 neckline của cái mẫu này hai đáy sau khi mà nó tạo hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu như SSC này là nó quay về nó test lại cái đáy cũ à, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như DTD này là nó quay về nó test lại cái đáy cũ này anh chị thấy chưa hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì à, DGC này là nó quay về nó test lại cái đáy cũ này tức là đang test về cái vùng hỗ trợ cũ thì khi mà thị trường á mà nó quay về lại cái vùng gáp anh chị thấy là khi mà thị trường nó quay về lại cái vùng gáp này không mà rất nhiều những cái mặt cổ phiếu đang test về lại những cái vùng hỗ trợ đáy cũ đó à, thì ngày mai khả năng cao á, là thị trường nó sẽ là một cái phiên rất là quan trọng em nghĩ là ngày mai ấy, là một cái phiên diệt rất là quan trọng của thị trường nếu mà thị trường á mà nó không lắp lại cái gap này và nó có một cái phiên phục hồi kéo lên và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó test lại cái đấy hai thành công ấy em lấy một vài cổ phiếu thôi ví dụ DGC này hoặc là gì hoặc là SSC này hoặc là gì DTD này anh chị ha hoặc là gì hoặc là CTG này hoặc là MBB này đó, hoặc là ECB này ngày mai rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó sẽ test lại về những cái vùng hỗ trợ rất mạnh của nó hoặc là những cái mặt cổ phiếu như TNG này ngày mai nó thấy về quanh cái vùng này anh chị thấy không đó, hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu như HAH ngày mai nó sẽ test lại về quanh cái vùng này nên là ngày mai sẽ là một cái phiên giao dịch rất là quan trọng thì em nghĩ là ngày mai nó sẽ quyết định được đến cái xu hướng của thị trường à, là liệu thị trường nó sẽ lên ngay hay liệu thị trường nó phải lắp lại cái gap này nó về bên dưới là quanh 1230, 1235 đó thì em sẽ chia sẻ với chị một cái ý mà chị theo dõi ngày mai nha ngày mai á anh chị chỉ cần lưu ý em hai điểm thôi đầu tiên á là thị trường anh chị xem thử á, là nó nó có lắp lại cái gap này hay không nếu mà thị trường lắp lại cái gap này á thì nó sẽ mất thời gian hơn để nó vị chỗ này rồi nó lên trên một đoạn rồi nó mới lên còn nếu mà thị trường nó không có lắp lại cái gap này á thì thị trường sẽ vào một cái nhịp cuối cùng luôn ok đó cái đó là yếu tố đầu tiên là xem thử là thị trường nó có lắp lại lắp hẳn cái gap là một nghìn không cái thứ hai á là kết hợp thêm yếu tố về thị trường anh chị xem thêm giúp em một vài cổ phiếu trên thì dù em lấy đại diện ha với nhóm ngân hàng á, thì chị thấy dõi mấy cái mấy cái con như ECB hoặc là MB khi mà nó test lại cái vùng này có thử nó nó có giật lên hay không à, anh chị có thử là nó có giật lên hay không đúng vậy hay là những cái mặt cổ phiếu như chứng khoán đây à, HTS, anh chị có thử là ngày mai khi mà các cái, cái mặt cổ phiếu nó test lại qua cái vùng này á à, đó anh chị xem thử là nó có giật lên hay không à, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp nhìn HSC à, có thử nó test lại vùng này nó có giật lên hay không tức là nghĩa là có thử có thử là gì nó có một cái phiên test cung hay là không ở đây đây đó. thì nếu mà anh chị thấy ngày mai á, mà thị trường nó không lắp lại gáp mà rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó test lại đấy mà nó có một cái phiên test cung anh chị ha thì thị trường á, sắp tới vậy nó có thể lên luôn mà nó không cần về lại cái vùng 1230 1235 một lần nữa đúng vậy đó thì anh chị chỉ cần theo dõi một vài yếu tố đó là anh chị biết được là gì thị trường á, liệu nó có mất thời gian hơn hay không hay là nó sẽ lên luôn đã nên đánh giá là ngày hôm nay là một cái phiên rất là hay của thị trường khi mà nó thị trường nó biến động mà nó có thêm một số yếu tố vấn đề về cái thông tin mà cái thông tin này nó xuất hiện từ hai công ty chứng khoán có thì vẫn rất là lớn bởi vì dù là cái bản chất nha là khi mà nhà đầu tư người ta nghe tin đó, ví dụ như anh chị nghe tin ờ à, là VND có bị hack nha thì ví dụ nhiều công ty chứng khoán nó có thể bị nó có thể bị biến động hay là ví dụ VBS hạ margin nha à, hạ margin là nó xấu nha anh em tức là anh chị không có hiểu bản chất của vấn đề về hạ margin như thế nào mà anh chị nghe hạ margin là anh chị anh chị hoảng thì ngày hôm nay á thì cái tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ á là người ta đòi hoảng rất là nhiều đúng chị đa phần chị nhào tương ngày hôm nay á là đi đâu cũng thấy vnd rồi đi đâu cũng thấy vps rồi đi đâu cũng thấy gì hoảng loạn các kiểu thì cái tâm lý anh chị nhào tương anh chị muốn gì anh chị muốn bán đúng không anh chị muốn bán thì ngày mai á nó sẽ biết nó sẽ giúp cho mình biết được là gì ngày mai liệu có thể làm một cái phiên gì test gáp hay không Đó. mà thị trường đi nếu mà không lách lại gáp và nhiều những cái mặt cổ phiếu nó có một cây gì một cây test công tức là một cây test là đấy hai á thì chị biết là gì là ngày hôm nay á, là một cái cú rủ và nó có thể là cú cú rủ cuối cùng trước khi mà thị trường nó vào nhịp mạnh nhất Đó. nên là anh chị chỉ cần lưu ý với em như vậy thôi à, chia sẻ kỹ với anh chị một chút như vậy em thì thật ra thì em cũng không muốn phân tích anh chị kỹ đâu bởi vì nhiều lúc phân tích với anh chị kỹ á, là anh chị sẽ biết bị nhiều nhưng mà để nhiều anh chị hiểu hình dung hơn á, là vì sao á, là cái gap này nó không nên lắp lại là để anh chị hiểu thứ nhất á, là cái gap này nó, tạo ra cái sự bỏ rơi thì nếu mà cái gap này lắp lại á, thì nó sẽ vô hình chung gì nó làm cho nhà đầu tư thì chờ về lắp gáp để mua mà một thị trường nó mở gáp ra mà chờ về lắp gáp điện để, để mua anh chị thì nó hơi bị không ngon cho lắm hình bởi vì rất nhiều nhà tư người ta sẽ người ta sẽ chờ quanh cái gáp này để để người ta mua tức là chị hay nghe nó ờ à, là thị trường nó mở gáp kiểu nó cũng lắp thì thị trường nó phải lắp gáp thì thường khi mà thị trường lắp gáp thì nó sẽ không ngon đó nên là nếu mà thị trường nó nó giảm lắp lại gáp này thì khả nó sẽ về lại bên dưới đó còn nếu mà không lắp lại gáp thì nó sẽ nhật luôn đó và cái thứ hai là để anh chị biết rồi là thị trường nó có lắp gáp hay không á thì anh chị nhìn giúp em một số cổ phiếu tại những cái vùng hỗ trợ quan trọng của nó vào ngày mai ví dụ như ACB, MB của nhóm ngân hàng, uh, à, SSC, DTD à, của nhóm mà khu công nghiệp hoặc là những cái mã cổ phiếu gì, những cái mã cổ phiếu như G, ha uh, này của nhóm gì, uh, H, H của nhóm cảng biển, đúng vậy. hoặc là những cái mã cổ phiếu gì, DZ của nhóm gì, nhóm bán lẻ. Ngày mai rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó sẽ test cái vùng hỗ trợ. thì khi mà thị trường nó, khi mà rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó test lại về những cái vùng đáy hai, nó test lại về những cái vùng hỗ trợ của nó, thì nó rất hay xảy ra những cái phiên gì, những cái phiên test cung tức là một cái phiên test đáy á, thì nếu mà những cái mặt cổ phiếu này là test đáy ngày mai thành công á, thì nó chỉ là kiểu gì thị trường á, nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ giữ được trên cái gap này nó cũng sẽ giữ được trên cái gap này nên là ngày mai á, khi mà chị theo trường á, khi mà anh chị theo dõi thị trường là một và anh chị theo dõi giúp em là những cái mã cổ phiếu em vừa nói ở một số các cái nhóm ngành nếu mà chị thấy là những cái mã cổ phiếu đó nó test cung á thì là thị trường nó sẽ không quay về để lắp lại gap này thôi OK, đã chia sẻ với một chị một chút như vậy để chị hiểu thôi. Còn em thì em, em sẽ không có phân tích thị trường, nhưng mà bản chất em muốn phân tích với chị thêm á, để chị hiểu là cái bản chất tâm lý và cái cung cầu của thị trường trong ngắn hạn như thế nào. Còn ví dụ nha, thị trường nó có về 1230, 1240 anh chị, thì cái bản chất của thị trường á là nó vẫn đi biên thôi, nó còn không có xấu. Nãy là làm phân tích với chị điều này để làm gì? Để chị biết được là thị trường nó có thể lên ngay hay không thôi. Hình dấu không ạ? À? Nếu mà không lên ngay thì thôi, từ từ cũng lên cũng được. Còn nếu mà lên ngay thì quá tốt. OK, rồi. Right phân tích kệ với anh chị như vậy ha rồi chia sẻ với anh chị như vậy rồi tiếp theo cho xin nhìn qua về một số các cái nhóm ngành cũng như là một số các cái cổ phiếu đầu tiên là với ECB ECB ngày mai sẽ là một cái phiên rất là quan trọng của nó à, khi mà nó sẽ test lại về cái đường neckline tức là cái đường của cái đường cổ của mẫu hình hai đáy á thì nó sẽ test về là cái vùng này thì ngày mai nếu mà nó test nó có một cái phiên test công giật lên thì nó sẽ tương đối đẹp à, MB đúng không MB này MB thì ngày mai sẽ quay về test lại cái vùng đỉnh cũ đó, đó lý do vì sao mà nói chị là ngày mai nó sẽ là những cái phiên rất là quan trọng ở một số cổ phiếu như vậy ví dụ như SCP này, MB này, còn STB thì cũng đang quay về là test hỗ trợ này, rồi gì hoặc là test command này, này, sẽ có một cái vùng hỗ trợ rất là cứng phía dưới này, Đó là gì hoặc là VIP, này. VIP thì hỗ trợ nó rất là xa rồi, Đó, nên nghĩa là ngày mai nếu mà quan trọng theo dõi kỹ á, thì theo dõi SAB này, MBB này với lại gì, với lại BIDV nó sẽ test là phải đường cái đường tất like của nó, tức là cái đường mà sau khi mà test lại đấy này, à ok, Đó, thì ngày mai theo dõi một số những cái cổ phiếu hàng đã giúp đi, rồi tiếp theo là dòng chứng đi ha, dòng chứng thì cái vận động của nó vẫn hết sức bình thường đó thì ngày mai khi mà các cái mặt cổ phiếu nó quay về nó tới lại đấy anh chị thì nó sẽ rất là quan trọng nha bởi vì cái phiên tết cung á nó có hay không là quanh ngày mai với lại ngày mốt á. nó quanh quanh cái vùng này thôi agr này hoặc là gì hoặc là cd này ngày mai sẽ test về là quanh vùng này hoặc là fc này đăng ngay sáng này đúng vậy hoặc là hcm này, đăng ngay cái sát quanh cái vùng hỗ trợ dưới này anh à, thấy không hoặc là gì eda này đó, quanh những cái vùng này này hoặc là vci này quanh những cái vùng đáy cổ này đó. nên em nghĩ là ngày mai là một cái phiên rất là hay của thị trường á anh chị nghĩ là anh chị nên theo dõi kỹ ngày mai bởi vì thị trường ngày mai nó có thể có một cái phiên test cung của thị trường cũng như rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường bởi vì rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã về hỗ trợ rồi rồi dòng thép đi ha HBG này HBG vẫn đang tích lũy đó gần hợp sát hỗ trợ hoặc là Nam Kim này đó, Nam Kim đang sát hỗ trợ hoặc là sen này nó đang về test lại những cái cổ phiếu này nó đã tạo đáy rồi nó thì ngày mai nó quay về nó test lại cái đường neckline ví dụ những cái mặt cổ phiếu nó đã tạo hai đáy rồi á ví dụ những cái mặt cổ phiếu nó đã tạo hai đáy rồi, đáy rồi như vậy như này đó thì sau khi mà nó vượt hai đây á thì rất nhiều những cái mặt cổ phiếu ngày mai nó sẽ quay về để nó test lại đường neckline line chỗ này à, nhưng mà cũng có những cái mặt cổ phiếu nhiều vùng nó rơi nó chỉ có một đáy thôi nó đang hồi như này thì nó đang ở vận động như này à, nó đang nó đang ở trong một tình huống như này thì ngày mai khi mà thị trường lắc và khi mà những cái mặt cổ phiếu nó giảm á thì nó có thể nó test lại là cái đây hai để nó tạo cái đáy hai như này anh dùng ạ đó thì nó sẽ có hai trường hợp ngày mai rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó sẽ nó sẽ có cái form như này đó, nó sẽ quanh cái vùng này thì chỉ cần mà chị theo dõi là ngày mai rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó test lại đáy hai thành công và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu gì nó test lại cái đường neckline thành công thì thị trường khả năng cao thì nó sẽ không không về lắp ráp mà có thể gì nó sẽ tăng luôn Để rồi ok ha rồi à, nhớ nhóm mà thép nói qua luôn nhóm mà à, khu công nghiệp đi, SHC này, HSC ngày mai test về lại cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng của nó là quanh vùng giá tầm khoảng 42 à, hoặc là DTD này là quan tâm giải tầm khoảng 28 hoặc là BHR này, BHR thì chỉ rung lắc nhẹ nhàng thôi, chỉ xem những cái mặt cổ phiếu mà nó mà nó vận động ở dưới, ví dụ như là thằng hoặc IDC này, đó ngày mai sẽ test về lại quanh cái vùng này, đó, thì chị xem thử là ngày mai các cái mặt cổ phiếu này nó vận động như thế nào em đang phân tích ở đây là về trong ngắn hạn thôi còn xu hướng của những cái mặt cổ phiếu này nó đã có rồi như vậy. tức là xuống của những cái mặt cổ phiếu như chứng khoán này ngân hàng này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp này nó đã có rồi Đó, còn những cái mặt cổ phiếu bất sản thì nhìn qua DG này DG thì vẫn đang thế lên những cái con này nó tích lũy đi ngang rồi lại lên tiếp thôi hoặc là BDR này BDR ngày hôm nay chưa đủ vốn khả năng cao thì nó sẽ tích lũy lại còn vô thì nó chưa đủ nó chỉ có muốn một phiên thôi nếu chị mua thêm một mới thì phải làm thêm một cây nữa hoặc đất xanh này đó đất xanh thì nó giống như những cái mặt cổ phiếu nhóm mà uh, hồi nãy em, em, nói giống như mb hoặc em 5 em nhầm giống như những cái mặt cổ phiếu như hoa sen á hoặc là acb á tức là như này này anh chị là nó tạo đáy ở dưới này ví dụ nó tạo đáy ở dưới này đó anh chị không nó tạo một cái vai đầu vai ngược này nó tạo cái line này thì ngày mai nó sẽ quay về để nó test lại cái đường này Qua cái chỗ này hình dung không ạ hoặc là những cái mặt cổ phiếu như sale này đó, nó tạo này nó tạo đấy này đó, thì nó quay về nó test lại cái quanh cái vùng này À, tết lại sẽ có rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó sẽ về cái vùng hỗ trợ ngày mai đã nhìn qua nhanh như vậy thì anh chỉ biết được là ngày mai nó ngày mai nó quan trọng như thế nào tức là ngày mai á, thì đầu tiên á, là chị theo dõi giúp em là thử là thị trường nó có lắp lại cái gáp là quanh cái vùng 1260 hay không tức là nó lắp trong phiên thì tốt nhưng mà lắp mà đóng cửa là nó xấu nha anh tức là nó có thể nhúng trong phiên rồi nó kéo lên trở lại nhưng mà lắp mà đóng cửa ở dưới là nó sẽ xấu xấu ở đây á, không phải là thị trường nó rủi ro mà xấu ở đây là thị trường nó sẽ mất thời gian hơn để nó về 1200 bảy ở phía dưới rồi nó quăng lên lại anh chị hình dung không tức là sau đây là nó có thể quăng lại về dưới rồi nó mới lên lại à, nhưng mà nếu mà ngày mai á bạn chị thấy đi anh chị thấy là gì Mai thì xuống á nó không nó nhúng trong phiên mà nó, nó kéo lên lên trở lại và nó giờ được trên cái gác này và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường á nó test lại cái điểm mà hồi nãy em có chia sẻ với anh chị á một là test lại cái đường neckline của mẫu hình hai đấy và của mẫu hình vai đầu vai ví dụ như là một số những cái mặt cổ phiếu test neckline này ví dụ như các cái mặt cổ phiếu như acb này như là hoa sen này như là sell này, này như là đất xanh này đúng vậy đó. thì nó sẽ là một số những cái mặt cổ phiếu nó đã đào đẩy rồi và là sẽ test lại à, cũng như là một số những cái mặt cổ phiếu nó sẽ test lại cái vùng đáy hai trong những hàng của nó ví dụ một số những cái mặt cổ phiếu gì à, đó nó sẽ test lại cái đường quanh đáy cũ hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì HCM đó là nhịp rồi nó chỉ nó chỉ kéo luôn nó hồi lại nó sẽ test lại một nhịp hoặc là những cái mặt cổ phiếu HAH nó chỉ rơi là ngày mai nó sẽ test lại đúng vậy hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì DTD à, hoặc là HCC đó thì nhiều rồi nó chỉ nó chỉ mới hôn vậy thôi nó chỉ nó chỉ hôn nó nó chỉ mới một thì ngày mai nó sẽ té lại rồi nó sẽ gì nó sẽ giật lên đó thì nếu mà chị theo dõi ngày mai thử là các cái, cái mặt cổ phiếu nó sẽ vận động như này thì nếu nó xuất hiện cái đó thì thị trường nó có thể lên luôn anh chị thấy không nó có thể lên luôn vào ngày mai tức là ngày mai nó có thể là một cái phiên gì rũ ké đạp và nó hồi rất là mạnh vào buổi chiều đó, thì đó là hai cái mà chị uh, theo dõi kỹ giúp em vào cái phiên ngày mai tức là em phân tích với anh chị á, là không phải để anh chị đón thị trường mà anh để anh chị biết được rằng á, là thị trường nó có lên ngay hay không nhá vậy thì nếu mà thị trường lên ngay thì nó tốt còn nếu mà thị trường nó về chỗ này á rồi nó mới lên á thì cũng không sao chia sẻ với anh chị ha tức là em phân tích với anh chị á nhiều lúc em không muốn phân tích với anh chị đâu thì tức là nhiều lúc em tức là cái vừa rồi em nói với anh chị á là cái vấn đề về cái cái góc nhìn với thị trường là để cho anh chị nhìn thị trường á nó kỹ hơn thôi Đó. nhưng mà nhiều lúc anh chị biết nhiều quá ví dụ nhiều lúc em em nói nói nhiều anh chị nghe nhiều quá anh chị bị loạn á Đó. nhưng mà có nhiều anh chị hỏi quá là liệu là thị trường nó có lắp lại cái gáp này hay không nó lắp lại nó tốt hay là nó xấu rồi nó không lắp lại thì nó tốt hay là nó xấu thì có chia sẻ với anh chị này nếu mà thị trường nó lắp lại cái gáp này á nếu mà thị trường nó lắp lại cái gáp này á thì thị trường nó sẽ về lại bên dưới và khi đó thị trường nó sẽ mất thời gian hơn còn nó khó xấu thì nó cũng không xấu tức là cái trên trung hạn của thị trường nó vẫn được giữ còn nếu mà thị trường nó gì nó không lắp lại cái gáp này và rất nhiều những cái mã cổ phiếu trên thị trường á nó có một cái nhịp test lại nó hỗ trợ và nó có một cái nhịp gì test cung vào ngày mai với những cái mặt cổ phiếu test đấy là thị trường nó gì nó có thể lên luôn và thị trường nó có thể vào một cái nhịp mạnh nhất sắp tới. Đó. Nên là đó lý do vì sao có nó với chị lần ngày hôm nay nó có thể là một cú rũ cuối cùng trước khi mà thị trường bước vào một cái nhịp mạnh nhất. Nên là đó là những điểm mà chị theo dõi về ngày mai Ok anh chị ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều ngày hôm nay thì phân tích với anh chị một cái điểm rất là đơn giản như vậy thôi. Anh chị ví dụ như anh chị ngày hôm nay mà khi mà chị lên thị trường á, anh chị sẽ nghe rất là nhiều những cái video nào là phân tích này cái kia nhưng mà chia sẻ với anh chị lần ngày hôm nay á. Với cái yếu tố và hai cái thông tin của hai công ty chứng khoán á, nó không có tác động nhiều anh chị. Nó chỉ tác động về cái mặt tâm lý thôi. Còn cái vận động của những những cái mặt cổ phiếu nó rất là bình thường và thậm chí nha thậm chí ngày hôm nay có thể là gì một cái phiên ép tức là nó ép cái tâm lý nhà đầu tư nó ép cái tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư người ta phải bán hàng ra để gì để ngày mai là thị trường nó sẽ có một gì một cái phiên hồi rất mạnh và gì và sẽ kéo vào một cái nhịp cuối cùng ok đó thì đó là cái điểm muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay đó thì ngày hôm nay thì em thấy đánh giá là các cái mặt cổ phiếu nó vẫn vận động bình thường mà anh chị phân tích thêm với nhiều anh chị biết để anh chị biết được là cái vận động của thị trường nó sẽ ra sao còn về xuống của các cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay không có một nhóm mà nào xấu nha anh chị đó, nên là em muốn phân tích kỹ như vậy đến chị để chị biết thôi còn về các cái nhân thì nó vẫn vận động như bình thường thôi dạ rồi ok rồi cảm ơn chị rất nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay nếu chị xem video ngày hôm nay mà chị thấy hay và giá trị thì có thể bỏ đấy tặng cho em một nút like nha cũng như là một nút đăng ký kênh subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký anh chị nào nhớ like đăng ký kênh nha để sắp tới chúng ta gặp nhau nhiều hơn còn nếu chị muốn đồng hành cùng em ở trong đồng khách hàng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý số điện thoại thì có để dưới màn hình bạn trinh vận dung để có thể đăng ký vào room rồi cảm ơn chị rất nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay hẹn gặp lại mọi người trong những cái video cũng như trong các buổi livestream của em sau xin chào cả nhà